Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông tin từ trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình, đơn vị vừa vận động đầu thú và bắt giữ đối tượng truy nã sau nhiều năm lẩn trốn. Vụ thứ nhất, đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1967, trú tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, là phạm nhân phạm tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa và tài sản riêng của công dân chấp hành án tại trại tạm giam công an tỉnh ngày 30 tháng 10 năm 1989. Trong quá trình lao động, phạm nhân lợi dụng sơ hở trốn trại. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát lệnh truy nã số 124 ngày 14 tháng 11 năm 1989. Sau khi xác minh đối tượng đang lẩn trốn truy nã về Trung Quốc bằng biện pháp nghiệp vụ, cán bộ trại tạm giam công an tỉnh đã xác minh được vị trí, vận động đối tượng về Việt Nam đầu thú và chấp hành hình phạt của pháp luật sau 35 năm lẩn trốn. Vụ thứ hai, đối tượng Trần Đức Thọ, sinh năm 1960, trú tại tỉnh Quảng Ngãi, là phạm nhân phạm tội trộm cắp tài sản riêng công dân, chấp hành án tại trại tạm giam công an tỉnh. Ngày 25 tháng 3 năm 1990, trong quá trình lao động, phạm nhân lợi dụng sơ hở trốn chạy. Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh đã phát lệnh truy nã số 03 ngày 27 tháng 3 năm 1990. Trong quá trình trốn truy nã, đối tượng Trần Đức Thọ đã thay thông tin nhân thân, liên tục thay đổi vị trí ẩn náu, gây khó khăn cho lực lượng chức năng cán bộ trại tạm giam công an tỉnh đã sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng nhiều năm qua nhiều tỉnh thành phố. Sau khi xác minh được đối tượng, ngày 3 tháng 1 năm 2024, tổ công tác của trại tạm giam công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các đơn vị của công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được Trần Đức Thọ sau 34 năm lần trốn. Các đối tượng đã được di lý về trại tạm giam, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Một thông tin đáng chú ý khác, đó là trong chiều qua ngày 10 tháng 1, Tòa án Nhân dân huyện Quỳnh Phụ mở phiên tòa xét xử vụ án cố ý gây thương tích đối với bị cáo Nguyễn Thanh Toàn, sinh năm 1988, trú tại xã Quang Minh. Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Nguyễn Duy Vượng, sinh năm 2000, trú tại xã Quỳnh Thọ, có mâu thuẫn phát sinh khi làm nhân viên phục vụ và xảy ra xô sát tại quán karaoke Mỹ Tâm do Nguyễn Thanh Toàn và vợ là Huỳnh Thị Tâm làm chủ. Khoảng 22 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2022, Toàn có hành vi cầm thanh kim loại tròn, vụt vào thái dương trái, chân phải đá vào mũi và mắt, dùng dao rằng được từ tay vượng chém vào khuỷu tay trái của vượng. Hậu quả gây thương tích cho Nguyễn Duy Vượng với tỷ lệ tổn thương cơ thể được giám định là 56%. Hành vi nêu trên của Nguyễn Thanh Toàn đã phạm tội cố ý gây thương tích, quy định tại điểm C khoản 3 điều 134 Bộ luật hình sự. Thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm, quy định tại điểm A khoản 1 điều 134 Bộ luật hình sự. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam. Trong những ngày cuối năm nay, tội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tổ chức tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp. Ông b BVH thường trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Sường đã giao nộp cho lực lượng chức năng một tràng pháo nổ 8 mm, hai bánh pháo nổ 20 mm, một hộp pháo hoa, toàn bộ số pháo do Trung Quốc sản xuất có khối lượng 2,5 kg, một súng cồn, một đao tự chế. Đây là số pháo và vũ khí do ông Hát vận động người thân trong gia đình và người dân trên địa bàn tự giác giao nộp theo quy định của pháp luật. Cũng trong dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền một số địa phương trên địa bàn huyện Kiến Sương tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân về luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ. Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo và các văn bản hướng dẫn thi hành, cách nhận biết, mức độ nguy hiểm, tác hại của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua đó nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho lực lượng chức năng. Đồng thời tích cực phát hiện tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp, pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024.